Tính ra là yêu nhau là được 3 tháng là về báo cho mẹ một tin động trời có em bé. Tự nhiên lúc đó là cái bao nhiêu cái hy vọng á, cái tự nhiên là em lúc đó là khóc òa ra luôn, khóc luôn trong điện thoại, không nói được cái gì hết. Tại vì là thất vọng. Lúc đó có nói lên một câu là mẹ thất vọng với hai đứa con quá. Ủa có gì đâu con, cái chuyện nó mừng chứ có gì đâu. Thời buổi bữa nay nó khác với thời của con rồi con à. Ông ngoại là nói một câu rồi, có thêm người trong nhà mà năm hết Tết đến là thêm tin vui mừng đi chứ con khóc cái gì, năm hết Tết đến là quá. Lúc đó là giống như mình bị hụt hẫng đó, lúc đó là mình không còn khóc mà mình tưởng đâu mà ngoại khoe mình đâu, cuối cùng khoe hai đứa nhỏ. Thời buổi bữa nay một cái đầu óc con không thông thoáng được một chút nào á, điện cho bà chị, điện cho ông anh nữa, có vậy là mừng đầu óc em suy nghĩ sao? Lại thêm một người theo phe bên kia, ai cũng vô cái phe là ủng hộ hết. Đúng rồi, còn có một mình chống đối á. Ngày đầu tiên con bước về con gặp mẹ con á, là trong đầu con cũng chưa có nghĩ tới chuyện à đây là mẹ chồng của con. Nhưng mà một cái hình ảnh mà đập vô trong mắt của mình, lần đầu tiên mà mình gặp một cái người phụ nữ mà ở trong một cái nhà mà mẹ thui hủi của một mình, thấy con mình về mà đằng này là hai đứa về đâu có báo trước đâu. Thấy anh Bi với lại con về, con thì con hay để ý nhỏ nhặt lắm, cho nên con thấy người mắt mẹ tự nhiên rưng rưng. Thì con thấy một cái hình ảnh giống như mẹ của con ở nhà hôi hủi của một mình, con cái về xong rồi kiểu vui á nhưng mà lại giấu. Thì lúc đầu nhìn mẹ con cũng hơi sợ thiệt, tại vì thật sự là ai mà tiếp xúc với mẹ lần đầu á thì sẽ thấy là mẹ có vẻ hơi khó gần. Đâu khó đâu, thấy dễ mà. Nhưng mà lúc hồi nãy nghe nói như hai đứa thời điểm đó quen nhau chỉ có 5 tuần thôi, em có nghĩ rằng là đây sẽ là mẹ chồng của mình không? Dạ không, tức là giống như hồi nãy mẹ có nói là thôi cái gì từ từ đi, mà hai vợ chồng em là không có từ từ như mẹ nói. Chứ sao? Hai vợ chồng em là đúng vội vàng luôn. Tính ra là yêu nhau là được 3 tháng là về báo cho mẹ một tin động trời có em bé. Xong rồi tới tầm 6 tháng là hai đứa cưới. Mẹ em thì kêu là có gì từ từ thôi con, mà rút cuộc hai vợ chồng không hề một miếng nào. Không một miếng từ từ nào luôn. Cảm giác của chị như thế nào khi mà bạn về báo là mẹ ơi con có em bé với bạn gái con rồi? Cái ngày đó là con chị nó nói là Noel, mẹ ơi là đi Đà Lạt chơi. Đi xong về chuyến đó thì là nó nói câu mẹ ơi Tết nay con về ăn Tết với mẹ. Thì ngày 23 Tết lương 8 nó nói là mẹ ơi Tết nay con cho bé Linh về nhà mình ăn Tết nha mẹ. Vừa xong vậy thì chiều ngày 26 mẹ con báo cho mẹ cái tin này. Đang ngồi võng đu đưa về trước sân vậy. Mẹ bình tĩnh nha, mẹ con nói như này ra mẹ đừng có sốc. Nó hỏi là chuyện gì con cứ nói đi. Con bé Linh nó có bầu. Con bé Linh nó có bầu. Tự nhiên lúc đó là cái bao nhiêu cái hy vọng á, cái tự nhiên là em lúc đó là khóc òa ra luôn, khóc luôn trong điện thoại, không nói được cái gì hết. Tại vì là thất vọng. Lúc đó có nói lên một câu là mẹ thất vọng với hai đứa con quá. Tại vì sao con làm anh mà nhà có hai anh em mà mẹ đã nói là để từ từ, con còn trẻ cứ tìm hiểu đi, chứ đâu phải là con vội vàng như vậy mà hai đứa con ông giữ mình, mẹ quá thất vọng. Thì lúc đó mình tắt máy luôn. Trước khi mà điện thoại cho mẹ là hai đứa con suy nghĩ nhiều lắm, đó là không biết có nên nói hay không. Đúng ra là tụi con biết tụi con có em bé cách đó là khoảng một tuần lận, nhưng mà cứ lưỡng lự biết à. Xong rồi cũng có những lúc tụi con nghĩ tới chuyện là không giữ. Bé Bi á là con trai mình, nó đánh vào tâm lý mình. Tầm 1 giờ nó cứ chụp hình là cái cảnh là con bé đang ngồi khóc, bé Linh này, ngồi khóc, đang tiếp đồ ngồi khóc hay gì. Mẹ, Linh nó đang khóc này mẹ, nó xin lỗi mẹ, nó biết nó buồn. À, chắc là chồng con kể con dụ mẹ con nói hả? Chồng con gọi cho mẹ là con ở đó mà. Ông bà ngoại mới trấn an mình một câu nói là ủa có gì đâu con, cái chuyện nó mừng chứ có gì đâu. Thời buổi bữa nay nó khác với thời của con rồi con à. Ngoại hay quá. Ông ngoại là nói một câu rồi. Có thêm người trong nhà mà năm hết Tết đến là thêm tin vui mừng đi chứ con khóc cái gì, năm hết Tết đến là quá. Ông bà ngoại nói một quá câu hay luôn. Cho mình lúc đó là giống như mình bị hụt hẫng đó, lúc đó là mình không còn khóc mà. Mình tưởng đâu mà ngoại khoe mình đâu, cuối cùng khoe hai đứa nhỏ. Cái suy nghĩ lại
ông bà ngoại khó khăn như vậy mà tại sao còn đi nói lại trách mình. Thời buổi bữa nay mà cái đầu óc con không thông thoáng được một chút nào á. Cái lúc đó điện cho bà chị, điện cho ông anh nữa. Có vậy là mừng, đầu óc em suy nghĩ sao? Lại thêm một người theo phe bên kia. Ai cũng vô cái phe là ủng hộ hết. Đúng rồi. Còn có một mình chống đối á. Rồi mới suy nghĩ nằm một đêm đó, rồi một đêm sau cứ nằm khóc. Rồi ông ngoại nói câu cái tự nhiên mình tỉnh. Ông ngoại nói là sao một đêm một ngày nay tỉnh cho con. Nếu con làm như vậy vô tình nó dại dột, nó làm những cái chuyện gì đó, lúc đó rồi con thấy là con hối hận muộn màng, là mình mất cháu mình. Thì lúc đó ăn Tết xong khoảng là 12 thì lần đầu tiên gọi nói chuyện với mẹ bé Linh. Con nói chuyện với mẹ bé Linh khóc luôn. Là điện tới mẹ bé Linh nói câu à: chị ơi, giờ chị điện tới tôi mừng hết lớn, mấy ngày nay tôi ăn ngủ không yên. Tôi nói thiệt, mình có con gái bây giờ lỡ vậy rồi là nó bất an. Thì lúc đó mới nói với mẹ bé Linh là: chị yên tâm, đừng có nói cái câu lỡ. Ngay ngày đầu tiên khi thằng Thống nó dắt về á, là đã rất thích con bé Linh. Nhưng chỉ hơi thất vọng là tại sao nó không giữ cho nhau thôi. Còn nếu chị không đòi hỏi gì thì tôi sẽ làm hết khả năng một trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ mình nói về chuyện quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ha. Dạ. Thì thấy rằng con dâu mình hợp với mình điều gì? Hợp á là cái cách ứng xử mọi người khi là điều nói công nhận con dâu khéo giống mẹ chồng. Rồi em thấy cái cách ứng xử chào hỏi rồi giống chị quá đi. Rồi khi mà về nhà làm dâu rồi á, nó có cái sự cố gì đặc biệt không, khiến cho cả nhà phải nhớ mãi không? Dạ, sự cố thì có, nhưng mà đó cũng không phải là... Cho con nói hết đi. Mẹ cho con nói hết đó nhiều lúc. Không, cái tính của em có nhiều lúc mình cũng nóng tính. Rồi cái nhiều lúc là mình hay nói thẳng la ngay. Thì không, mình cũng không để bụng. Nên lúc đó mình không biết mình có nói những cái lời gì mà để con dâu nó buồn tới ngày hôm nay. Mẹ cho con nói hết đó. Được mớm lời rồi kìa. Em cứ nói ở trong nhà cũng xảy ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà đa số nó không phải là xuất phát từ cái mối quan hệ giữa em với lại mẹ chồng của em, mà nó xuất phát từ bạn chồng. Tại vì bạn đó với mẹ em kiểu khắc khẩu á, cứ mẹ nói thẳng thì lại nóng tính lên, rồi lại ầm. Thì trong một tháng đầu tiên em về em ở với mẹ, có một lần mẹ với anh cãi lộn, mà cãi tới nỗi mà mẹ tức lên, mà mẹ cầm cây chổi lên nhà mẹ đánh anh luôn. Mẹ với anh Bi cãi nhau xong thì anh Bi mới đòi đi, đòi dắt con theo. Xong rồi mẹ con có nói với con một câu như thế này: nếu mà đi rồi thì thôi đứa cháu này mẹ không nhìn. Thì cái câu đó là cái câu mà giống như hồi bao nhiêu cái niềm hạnh phúc của mình khi mà mình tìm được một cái người mẹ chồng, xong rồi mình có con rồi mình kiểu được mẹ thương á, nó bị đổ vỡ hết. Nhưng mà sau cái câu nói đó nha, thì mẹ có nói với con một câu là: mày đi đi, mày để Linh ở đây lại với tao. Tức là trong cái sự giận thì mẹ vẫn có thương. Mẹ hàm mẹ đuổi con mẹ đi luôn, nhưng mà con dâu đang bầu, họ phải ở nhà. Mày giận con ruột chứ đâu có giận con dâu. Dạ, đâu. Dạ đúng rồi. Giận thương con dâu mà. Mẹ nói với con là không phải là lúc đó mẹ đuổi đó, mà mẹ nói mạnh vậy. Thì mẹ biết là con mẹ biết mà cái tính nó ngang bất cần. Thì cái sự bao bọc của mẹ nó quen rồi. Dù nói ra vậy biết là về con mình nó cũng đau lắm, nhưng phải nhấn mạnh như vậy, chính bản thân mình cũng đau lắm, để cho con mình nó không dám. Có lần nào chị tức con dâu một cái vấn đề nào không? Nếu mà nói tức con dâu thì lại không tức mà để mà ấy. À. Nhưng cái hôm đó là chị này chị nít. Chị ra chị nằm nhà bạn, chị nít với mẹ. Nít là cảm ơn mẹ rồi, cũng như là cũng con biết con sai những chưa hoàn hảo. À. Nhưng có gì thì mẹ sẽ chỉ dạy con. Khéo quá thì trời lúc đó rồi. Chị này thì chị đúng, chị khéo cư xử lắm, nên là không giận chị lâu được. Sáng bữa sau 9 giờ sáng chị đi về để im sao, cái hai vợ chồng chị không nói gì hết. Cái tối đó là chị đi chơi, mình là mẹ mà tức quá rồi, đêm ba là không thể nào ngủ được. Là chờ thằng em trai nó ngủ, lên gõ cửa phòng kêu. Hai đứa con dậy xuống dưới phòng khách mẹ nói chuyện. À. Thì lúc đó nói, thật sự là lúc nói thì mẹ con mới khóc. Là xin lỗi mẹ. Thì
cái lúc đó thì mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Và cũng như từ lúc đó mới nói với con là nếu sau này baby nó nóng hay nó ngang tàn gì, mẹ la con, mẹ dù có đánh cũng vẫn là con của mẹ. Còn con cứ làm đúng bổn phận một đứa con dâu. Thì từ nay đi, cái gì mà mẹ thấy baby mà nó nóng giận lên, mẹ sẽ nói với con. Nhiều khi cái tính mẹ thẳng quá, mẹ nói ngay thì nó không kiềm chế được, thì nó sẽ hay phản ứng lại với mẹ. Từ sau cái chuyện đó là mẹ con bây giờ là hằng ngày nói chuyện với nhau nhiều hơn. Quá luôn á anh Linh, có nghĩa là hai mẹ con khắc khẩu. Và kể từ ngày có cô con dâu vô thì chị đã tìm ra một cái bí quyết để làm sao cho hai mẹ con của chị dung hòa và gia đình êm ấm. Quá là tuyệt vời luôn. Đúng rồi, nhà cô con dâu luôn chứ cậu nói đó. Bây giờ vậy nè, Thúy với cô dâu qua anh kia đi, hai người tâm sự. Tâm sự mỏng. Đúng rồi, tâm sự mỏng với nhau đi. Coi có chuyện gì ngồi đây cũng không dám nói đâu. Cứ có gì nói hết ra đi, mẹ cho không nói đó. Nói ra để có gì mẹ không biết. Em có thể kể cho chị nghe một cái điều gì đó khiến cho em nhớ khi mà mẹ chồng đã chăm sóc em những cái tháng đầu của thai kỳ không? Mẹ chồng em thì không phải chỉ chăm sóc em những cái tháng đầu của thai kỳ đâu, mà là suốt cả quá trình em mang thai và cả suốt cả quá trình sau sinh của em luôn. Trong cái khoảng thời gian mà em ở với mẹ ở nhà là hầu như tất cả mọi thứ là em thấy mẹ chỉ dành thời gian để mẹ chăm sóc các con của mẹ, và đặc biệt là em. Hai đứa con trai của mẹ bị ra rìa hết. Suốt khoảng thời gian thai kỳ em phải nghe mỗi ngày đó là con ơi uống nước đi con. Mà em bị cái tật là em không thể nào uống được nước lọc á chị. Nước lọc thì phải có đá. Mẹ cứ nhắc mấy sáng xuống là uống nước chưa Linh, uống nước đi con, uống nước nhiều vô nha con. Bị ám ảnh chữ nước luôn hả? Đi ngủ cứ trong đầu cứ vang lên là uống nước. Xong rồi mẹ cũng hay hỏi em là con thích ăn cái gì. Mà đỉnh điểm có một ngày nha chị, cái này là cô hàng xóm kể lại cho em nghe. Lúc nãy mẹ con đi ra chợ á, thấy người ta bán cua, muốn mua về cho con ăn mà đang dịch cua nó bán mắc quá, không mua được. Xong rồi mẹ đi ra mẹ cứ nhìn miết à, nói rồi muốn mua về cho con, muốn mua về cho con dâu nó ăn. Cô nói là thôi chị cứ mua đi, không đủ tiền thì thôi em đưa chị mượn cũng được. Nhưng mà mẹ cân đo đong đếm mà cứ nhìn mãi một hồi thì mẹ mới quyết định là thôi không mua cua mà mua tôm. Mà trong nhà em thì cái thằng em chồng của em á, nhóc em chồng của em nó lại rất thích ăn tôm. Cho nên là về nhà mẹ trước khi mà mẹ dọn cơm là tôm này của con bầu nha, không đứa nào được đụng vô nha. Thế là hai anh em ăn cơm với lại tất cả các món khác, còn nguyên một dĩa tôm đó là một mình em ăn. Ôi hạnh phúc thì... quá luôn. Tại vì khi mà mình có thai á là mình không phải là cưới xong rồi có mà lại là ăn cơm trước kẽn, cho nên là mình hồi hộp ha, không biết cái sự đón nhận của mẹ chồng mình như thế nào. Mà bây giờ được như thế này thì không có gì hạnh phúc bằng luôn á. Mà cái lúc em làm đám cưới á, là cái thời điểm đó mẹ chồng cũng đang chưa có chấp nhận hẳn á. Thì mẹ đã cùng với em chuẩn bị cho cái đám cưới đó như thế nào? Ngoài mặt thì kiểu giống như là không chấp nhận thôi, nhưng mà em thấy trong lòng là mẹ thương em dữ lắm luôn á. Đi lựa váy cưới nhớ là mẹ kêu thôi cái này không đẹp con ơi, cái này không có được đâu, lấy cái bự bự đó cho mẹ nha. Cái tính em là em hay thích tự mình make up cho mình. Xong rồi nói thôi con tự làm. Mẹ kêu vậy hả? Vậy thôi con cứ tự trang điểm đi rồi xong lên đây mẹ kêu người ta làm tóc cho đẹp. Rồi cũng ra là phải lựa cái vuông miệng nào mà chiếu nhất, mà hột nhiều nhất, mà đẹp nhất mới chịu. Đang lúc đó là cũng đang bùng dịch mà làm đám cưới là làm đám cưới gấp nữa, cũng rất là nhiều chi phí, cho nên em cũng muốn tiết kiệm. Em chỉ muốn thuê một cái váy cưới thôi, rồi xong em đặt thêm may thêm một cái váy theo ý em á. Xong rồi với mẹ cứ thôi thuê cái nữa đi con, thêm cái nữa đi cho đẹp. Kiểu giống như là mẹ sợ em á có em bé về xong người cưới á, thì người ta sẽ nghĩ là con bé này chắc nó cưới cho con. Cái ngày mà lễ cưới á, mẹ có nói với em vậy nè, tại vì mẹ làm ăn kinh doanh cho nên là có nhiều bạn của mẹ ngại cái việc mà đi tiệc cưới của một cái đúng rồi đó, đã có người ta cảm thấy là nhiều khi không may mắn trong kinh doanh. Dạ đúng rồi, cho nên là có rất là nhiều người ta không có tới dự. Xong rồi cái mẹ nói ôi thôi kệ, mẹ thay đổi một cách chóng mặt luôn. Ôi thôi kệ không tới thôi. Tự nhiên từ một người luôn luôn chống đối tất cả mọi người ở trong gia đình ai cũng mà chỉ có mẹ chồng của mình là không rồi bây giờ mẹ lại trở thành một người ở bên mình động viên chăm sóc an ủi, cưới về rồi
nó có những cái va chạm lúc ban đầu á, một cái nơi sinh sống mình được giáo dục từ nhỏ đến lớn nó kiểu như vậy, rồi bây giờ bên đây lại là một cái kiểu khác nữa, cái sự hòa hợp đó chắc chắn không thể nào ban đầu hòa hợp được. Dạ đúng. Thì em phải làm gì? Em hỏi ý kiến mẹ em. Trời, em khôn quá luôn á. Em hỏi là mẹ ơi, bây giờ mẹ quanh như thế này nè, thì bây giờ con phải làm sao bây giờ? Mẹ chỉ có nói với em một điều thôi, con chỉ cần dùng cái tâm để con cảm nhận và con yêu thương một người. Mẹ tin rằng không có ai mà người ta sẽ không yêu thương lại mình hết á. Khi mà em về ở với mẹ quanh nhiều rồi á, thì em cảm giác là mẹ quanh cũng chịu rất là nhiều điều trong cuộc sống. Đó là cái để mà hình thành lên một cái vỏ bọc cứng cáp của mẹ bây giờ. Em nghĩ là em phải làm một cái gì đó, và em phải là cái người hiểu được mẹ để truyền đạt lại cho hai người kia. Tại vì nếu như mình không làm điều đó, mẹ cứ cô đơn hoài, mẹ không ở được với hai đứa con của mình. Do em với lại mẹ hợp tần số. Dạ. Như là con ruột của mẹ đi, thì không có cùng tần số với mẹ, mà hai người yêu thương nhau dữ lắm, mà khẩu hòa là vì vậy. Tuyệt vời. Có một cái người là cô con dâu này, là cái cầu nối xoa dịu mẹ những lúc mà mẹ đang bực mình. Mẹ không có bực mình, tức là mẹ đang vui, bé này cũng nũng nịu lắm nè, cứ nhào vô mẹ rồi ôm mẹ rồi hung mẹ này kia, đúng không? Hung mẹ thì chưa, chờ chồng kêu. Nhưng mà cứ nhiều lúc là mẹ đang ngồi coi tivi vậy, chạy nằm đây, để nằm xuống đây. Rồi là đó mày là hay đó con. Hay nói một câu vậy à? Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à. Mình nghĩ giống như nó không phải là hai mấy tuổi đầu đang làm mẹ, nhưng mà nghĩ nó đâu là em bé mẫu giáo đi học về đòi mẹ nũng nịu vậy. Mẹ mẹ con nhớ mẹ quá à. Tối nay mình lên chơi với con đi, nhớ mẹ quá mà nha mẹ. Thật ra những cái hành động của con như nãy á, con cứ xài vào lòng mẹ thấy cảm giác nó thân thiện á. Cảm giác mẹ có giận mình cách mấy đi mẹ cũng không thể la được. Hoặc là lúc mà muốn xin gì đó mẹ làm vô là bảo lãnh là cho hết trơn luôn. Nghe lúc đó là tim mẹ coi như là rớt hết rồi, rụng tim luôn á. Hãy khai thật nha, không được nịnh nhau nữa. Nãy giờ chương trình toàn là khen không hà. Khen không á. Bây giờ tới cái lúc em phải nói thật những cái điều mà lúc em bị ở cử. Và giữa một người mẹ truyền thống chăm sóc cho một đứa con dâu hiện đại, em không thích thì em làm gì? Nói đại đi, sao biết đâu sanh đứa thứ hai mẹ thay đổi. Nói ra đi con. Không, cái này con nói, cái này là có nè. 4 ngày, không phải 4 ngày, 5-6 ngày luôn. Trong thực đơn của em chỉ có chuối luộc, giò heo, hết. Trời ơi. Ngán hả? Ngán tận xương, tận cổ luôn. Mà cái cảm giác giống như là ăn giò heo giống như là bị phạt vậy á. Mình cứ nghĩ là cái này mẹ nấu cho mình, họ ráng ăn không hết, ăn không nổi. Chồng ơi ăn giùm em. Không, anh cũng ngán quá rồi. Hôm qua kêu em chồng điên ăn giùm chị luôn. Không chị ơi em cũng ngán vậy đó, cả nhà ai cũng ngán. Mà trong xóm tặng đâu nghe trong nhà có sinh con vậy đó, xách 4 cái giò heo cái nào cái nấy, trời ơi nó bự. Ôi xong rồi buổi chiều lên đã sáng ăn giò heo xong, chiều cứ chiều mẹ gõ cửa, Linh ơi 2 trái chuối luộc ăn đi con. Ăn thì cũng có đúng không? Dạ đúng rồi, ăn nhiều. Mình mọc nó thích ăn giò heo chứ tôi thích ăn lắm luôn á. Rồi tôi còn ông Thịnh y chang thích ăn giò heo. Không, thực ra là con cũng thích ăn giò heo, nhưng mà cái nhiệt quá đúng không? Con nhớ mẹ có nói con đâu nè, thôi ráng ăn đi con, trong tủ còn nhiều lắm, bỏ ổn. Ráng ăn đi con, trong tủ còn nhiều lắm, bỏ ổn. Không phải mẹ lo con dâu đôi khi bỏ nó ổn, mẹ ăn hoài ngán. Từ nhỏ đó bà ngoại có hay, bà nội có hay ẵm không, có hay chăm rồi có hay lo cho nó ăn này kia không? Dạ có. Có đúng ý con không? Theo con á là con thấy con đang không đúng ý mẹ. Mẹ nói là con chăm con không có kỹ, nhưng mà thật sự là con cũng thấy điều đó nữa. Con hay đi làm ăn đêm, xong buổi sáng về cái con hay bị sợt sờ, kiểu có bữa thì con ngủ dậy nổi, còn có ngày con ngủ dậy không nổi. Có hôm thì con cho bé ăn sáng được, còn có hôm thì cái bữa sáng nó lại chuyển vào buổi trưa. Mà từ lúc mang thai về ở với mẹ là mẹ đã nhắc con cái gì? Cái chuyện mà con ăn uống không có đúng giờ giấc rồi, là bản thân con đã sai rồi, bây giờ con còn làm cho con sai nữa. Mình cứ thỉnh thoảng đó mình nhớ tầm biết giờ này Linh nó cho cà rốt ăn chưa. Cái xong cái là nhớ cái là gọi điện cho em ăn chưa con? Dạ chưa mẹ, mới ngủ dậy. Cái trẻ em á là nó ăn phải đúng giờ giấc, không có canh 2 tiếng không cho em ăn một lần. Đúng rồi, mẹ dặn thì đúng cho con nha. Dạ. Có bao giờ mẹ chồng làm con xúc động chưa? Dạ có. Có một lần cũng trong cái ngày đầu tiên mà con từ bệnh viện đi về, cái khoảnh khắc cuộc đời của con,
là con đang ngồi con sửa cái chỗ cho con nằm á, chồng con thì đang ẵm em bé, xong cái mẹ chồng của con từ ở dưới nhà, từ dưới lầu một với tầng trệt á, bưng một cái mâm cơm lớn này, tự tay mẹ bưng lên cho con ăn. Xong rồi mẹ còn nói với con là cái này là đu đủ, cái này là giò heo, mẹ nấu vậy vậy đó là để con ăn cho có sữa. Mà mình cứ suy nghĩ thôi là hồi xưa lúc mà cái gì vậy con? Hồi xưa lúc mà mẹ mang chồng mình á, ăn uống còn không bằng 1/10 của mình nữa. Rồi tâm sự mẹ nói là ngày xưa mẹ ăn cơm với nước muối á, bây giờ mình bước vô nhà xong mẹ dành những cái thứ tốt đẹp nhất cho mình và chính tay mẹ bưng lên tận tới cái chỗ cho mình, mẹ là người cắt chỉ cho em, mẹ quan tâm tới từng cái điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ hỏi con coi cái vết khâu nó như thế nào, đâu đưa mẹ coi coi nó khâu chỗ đó của con nó có đẹp không, nó rất nhỏ nhưng mà không phải ai cũng làm được cái điều đó nữa. Chỉ là một cái vết sẹo ở một cái chỗ mà không ai nhìn thấy, nhưng mà mẹ hỏi ừ nó khâu đẹp với con. Chuyện đó không có hề nhỏ chút nào đâu em, chỉ có xuất phát từ cái tình cảm thực sự là yêu mà mình xem người này như là con gái ruột của mình vậy đó, thì nó mới có cái sự quan tâm đó thôi. Cho nên là chúc mừng em đã có một người mẹ chồng rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Có bao giờ mà con dâu làm chị xúc động? Nếu mà nói qua đây thì chắc là em xúc động. Em nghĩ là nó sẽ là một cái dấu ấn suốt đời của em. Là cái lúc đó ngày 15 tháng 8 là sinh nhật của em. Cái mùa phong tỏ mà, nhưng mà lúc đó nó đang mang bầu, cứ la thằng con trai, vợ bầu bì mà cứ chở đi đâu là không cho, cứ vậy nhốt giống như nhốt trên lầu á, chiều tối bắn tắm mới cho đi ra làm trước, cái như lấy bầu không khí ngoài trời tí vậy. Hai vợ chồng nói với mẹ con đi ra đây một xíu, con đi coi dạo cái chỗ nào đồ em bé con mua, thì không biết còn mới cho đi nhưng mà cứ la, chỉ đi về đi hơn một tiếng mình cứ xót ruột, cứ đi ra đi vào cái ngõ hoài chưa thấy nó về mở cờ cổng. Thì vừa về là la xối xả hai vợ chồng nó làm thính, nó không nói rằng là gì mình biết. Thì hôm đó là vô tình em đang xào thịt nè, chị chạy xuống chị cứ nịnh hót làm sao, mẹ đi tắm đi. Thì em mới nói chứ ủa mẹ làm gì mẹ tắm, tự nhiên ta đang nấu ăn chứ. À, cái là vậy, cái thì đi tắm vô cái đầu mình gội còn vắng cái khăn vậy. Chị thì đi đằng sau chị vỗ tay chị hát vậy, chồng chị thì bưng cái bánh, thằng em đằng sau thì cũng cổ vũ, làm cho mình lúc đó cảm thấy, em nói thật là nhìn cảm thấy ba đứa con mình, cái điều đó nó không có diễn tả được. Cái lúc đó con dâu nó mới về nhưng nó cũng hiểu tâm lý mẹ quá, cái điều đó đối với em là nó như nó nhớ suốt đời. Lâu lâu con có bí mật con làm bất ngờ vậy hoài ha, ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2 ngoài nó hết bí mật. Không là mỗi lần làm bất ngờ khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một clip dành cho hai mẹ con đây. Xin mời. Xin chào mẹ. Trước giờ là con cũng có rất nhiều người về rồi, Linh là người đầu tiên con đưa về nhà mà mẹ chấp nhận từ ngày đầu tiên. Rồi đến khi tụi con có em bé, lúc đó thực chất là con sợ lắm. Con sợ mẹ sẽ không chấp nhận, con sợ mẹ sẽ không đồng ý cho tụi con đến với nhau. Nhưng mà những thứ mẹ làm nó làm cho con đỡ không được. Nó mẹ làm con bất ngờ quá. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Con cũng muốn xin lỗi mẹ vì những lần đã làm cho mẹ phải buồn, phải thất vọng, phải khóc. Những lần con làm lỗi, không nghe lời, mà giờ thì hết rồi, giờ con làm bố rồi. Con có thể là không trở thành một cái người con tốt, một cái người mẹ muốn được, nhưng mà con sẽ cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất của con. Yêu mẹ.
cảm xúc chị như thế nào? Nói thật ra là cũng bất ngờ. Bình thường thì cái gì á, nó chỉ nói một câu là mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Nó không có nói lên lời nhưng mà nó phải nít vô điện thoại. Chứ còn mà nói một câu xin lỗi mẹ là không nói lên trước mặt mẹ được. Không biết sao, không biết. Con trai, em hai đứa con trai nó không có nói như vậy đâu chị ơi. Rồi hôm nay hai mẹ con đứng lên mình ôm nhau chặt cái nào để có thể chia sẻ hết những cái cảm xúc ngày hôm nay. Nhưng mà anh, em vẫn muốn là bé Linh hãy nói với mẹ một cái điều gì đó mà bé Linh mong rằng là mẹ sẽ thay đổi. Chị chắc chắn là em cũng có điều trong lòng chứ. Con chỉ muốn mẹ là sau này khi mà mẹ buồn á, mẹ đừng để trong lòng nữa. Mẹ không nói được với con của mẹ, mẹ không nói được với ai thì mẹ cứ nói với con nha. Vâng, cảm ơn con. Mẹ muốn bé Linh thay đổi gì không? Đây là cái ước nguyện của mẹ. Mẹ chỉ nói với con điều là vợ chồng trẻ, đương nhiên tụi con bây giờ là nó còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà nếu có chuyện gì thì mẹ vẫn luôn bên con. Con cứ chia sẻ với mẹ thì mẹ sẽ khuyên bảo chồng con, vợ chồng con cố gắng hơn để lo cho cả đó được. Yeah, hai mẹ con này là một phe đó. Còn phe cái đó. Anh con kia tội nghiệp đó, bị ra đi rồi đó. Cà rốt ai? Này, con không có quà gì hết á. Con chỉ có này. Có một quà củ này cà rốt vàng cho bà hồi đó. Quà của bà nội đó nha. Lâu lâu làm cho mẹ bất ngờ, chẳng hạn như dịp lễ sau tặng mẹ thêm củ cải hay củ xuân hào gì đó. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ.